Thôi chúng ta bắt đầu nhé. Trưa nay học buổi sáng là học nhiều mệt không? Bây giờ chúng ta mệt quá. Chiều nay còn phải nhờ nhét thêm 4 bài nữa đúng không? Tôi sẽ cố gắng giảng chỉ nhấn mạnh vào những điểm cần lưu ý thôi. Còn chủ yếu là thực hành chúng mình sẽ đo nhá. Thế về đánh giá hôm nay bài đầu tiên chủ chiều nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về đánh giá chức năng thất trái bằng xuyên tim. Bài này thì vô cùng quan trọng rồi, không cần phải nói nữa. Ai cũng phải biết là mình đi trực thì là mình cái việc mình đánh giá chức năng tim là vô cùng quan trọng, nhất là trong những lúc phải chẩn đoán nhanh, phải phân biệt có suy tim hay không có suy tim, rồi là các cái chức năng vùng thành tim như thế nào, bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay không. Cho nên việc đánh giá chức năng tim trên siêu âm tim vô cùng quan trọng và giúp định hướng điều trị, mà nhiều trong đa số các trường hợp là có tính chất quyết định trong việc mình đưa ra các cái hướng điều trị cho bệnh nhân. Và mình làm gì thì mình cũng dựa theo các khuyến cáo, và đây là khuyến cáo, hệ thống khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ năm 2015 về đánh giá kích thước các vùng tim và chức năng tim. Và cho đến nay thì đây vẫn là khuyến cáo hiện hành, chúng tôi vẫn đang chúng ta Hội Tim Mạch và Hội Siêu Âm Tim Việt Nam vẫn áp dụng, và chúng ta đã có bản dịch về tiếng Việt về khuyến cáo này đăng ở trên, cũng đường link ở trên trang web của Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ và đã được phê chuẩn của Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ. Các bạn có thể hoàn toàn truy cập vào để đọc bằng tiếng Việt. Và chúng ta biết rằng chức năng thất trái thì rối loạn chức năng thất trái rất thường gặp trong bệnh lý tim mạch, và không chỉ có bệnh lý tim mạch. Trước đây mình chỉ nghĩ là chỉ có người bệnh tim thì mới có suy tim, mới có rối loạn chức năng thất trái, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim vân vân, tim bẩm sinh vân vân. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta biết là ung thư cũng dẫn đến suy tim, rồi các cái bệnh lý khác như các bệnh lý chuyển hóa, rồi suy thận cũng dẫn đến suy tim, thì cho nên là việc đánh giá chức năng tim vô cùng quan trọng trong tất cả các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa nói chung, chứ không phải chỉ có bệnh lý tim mạch. Và hậu quả của rối loạn chức năng thất trái thì chúng ta đều biết rồi, đó là suy tim, rối loạn nhịp và tử vong là ba cái hậu quả nặng nề nhất. Và trong đó thì cái việc thăm dò chức năng tim chúng ta có thể hoàn toàn làm được bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, siêu âm tim, chụp X quang tim phổi, chụp cộng hưởng từ hạt nhân, chụp MSCT. Tuy nhiên, siêu âm tim là phương pháp thăm dò hữu hiệu nhất tại giường, giúp chẩn đoán và giúp tiên lượng cho người bệnh, và đặc biệt có thể tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta theo dõi tiến triển diễn biến của bệnh, mà các cái phương pháp điều trị khác, các phương pháp chẩn đoán khác thì không thể bằng được. Về mục tiêu bài giảng của chúng tôi hôm nay thì sẽ bao gồm có là đánh giá chức năng tâm thu toàn bộ chất trái, tức là global function. Cái thứ hai là đánh giá chức năng tâm thu từng vùng, tức là mình đánh giá segment, từng đánh giá vận động từng vùng cơ tim. Và vấn đề thứ ba là đánh giá chức năng tâm trương thất trái. Về đánh giá chức năng toàn bộ thất trái thì chúng ta sẽ cần lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất là chức năng của buồng tim. Vấn đề thứ hai là vấn đề huyết động. Huyết động là các thông số huyết động của các dòng chảy trong tim. Vấn đề thứ ba là chức năng co bóp của cơ tim như thế nào. Các bạn, ban tổ chức đang enjoy. Chỉ thấy báo cáo viên đây, chị bấm vào đây thì nó ra. Cái trên nhé. Ừ, đúng rồi, cái dưới. Khi mà cái vấn đề thứ ba là chức năng của cơ tim, tức là chức năng của nội tại của chính cái cơ tim đó, chức năng buồng tim khác mà chức năng của cơ tim khác nhé. Đấy, rồi là vấn đề gì nữa? Vấn đề là sự tương tác giữa buồng thất và các mạch máu lớn, và sự tương tác giữa hai thất với nhau, thì mình đánh giá, mình phải lưu ý tất cả những cái khía cạnh đó. Thì trước hết là khi mình đánh giá chức năng tim thì mình phải biết được là
chức năng tâm thu, chức năng tâm trương. Bây giờ khi mình nói đến thời kỳ tâm, chức năng tâm thu trước, thì thời kỳ tâm thu thì trên địa tâm đồ các bạn đã quá rõ rồi, là từ lúc bắt đầu QRS đến lúc hết sóng T. Thế còn trên siêu âm tim thì mình xác định như thế nào? Trên siêu âm tim mình sẽ xác định là từ lúc đóng van hay lá đến lúc đóng van động mạch chủ. Còn như thế nào là đóng van hay lá, như thế nào là đóng van động mạch chủ thì lát nữa chúng tôi sẽ trao đổi cùng các bạn. Và thời kỳ tâm thu thì nó bao gồm hai thời kỳ, đó là thời kỳ tiền tống máu. Thời kỳ tiền tống máu là thời kỳ từ lúc bắt đầu khử cực QRS đến lúc bắt đầu mở van động mạch chủ, là thể lúc đó là thể tích buồng tống máu không thay đổi, buồng thất không thay đổi và áp lực trong buồng thất tăng dần nhưng chưa đủ để mở van động mạch chủ. Và thời kỳ thứ hai là thời kỳ tống máu, là áp lực trong buồng thất tăng lên vượt quá áp lực động mạch chủ. Và ở đây cái phần màu đỏ mà đường cong tôi đang chỉ mũi tên đây chính là đường cong trong thời kỳ tâm thu, thì nó bao gồm hai thành phần. Một là co đồng thể tích, là từ lúc bắt đầu đóng van hay lá và van động mạch chủ thì chưa mở, và lúc này thì áp lực buồng thất tăng lên nhưng thể tích buồng thất không thay đổi, đến khi áp lực buồng thất tăng tối đa cao đến mức đẩy mở được van động mạch chủ thì bắt đầu là thời kỳ tống máu. Là thời kỳ tống máu, và trong suốt cả thời kỳ tống máu này là van động mạch chủ mở ra, và đến khi van động mạch chủ bắt đầu đóng lại thì là kết thúc thời kỳ tống máu. Và khi nói đến chức năng tâm thu thất trái, những cái thông số thông thường nhất mình bắt buộc mình phải đánh giá, đó là thứ nhất phân số tống máu EF, cái này ai cũng biết, thì được tính bằng thể tích tống máu chia cho thể tích cuối tâm trương nhân với 100%. Cái thứ hai là thể tích tống máu. Thể tích tống máu là gì? Là hiệu số giữa thể tích cuối tâm trương trừ đi thể tích cuối tâm thu, tức là nôm na là lúc mà buồng tim giãn nở lớn nhất và lúc buồng tim co lại nhỏ nhất, thì hai cái thể tích đấy trừ đi nhau nó sẽ chính bằng thể tích tống máu. Và thể tích tống máu này nếu mà mình chia cho thể tích cuối tâm trương thì ra được phân số tống máu thất trái. Và một thông số nữa mà mình hay đo, nhất là trong trường hợp bệnh nhân có rối loạn huyết động, trong sốc tim, trong các cái vấn đề rối loạn huyết động, đó là cung lượng tim, chỉ số tim. Cung lượng tim thì chính bằng thể tích tống máu nhân với tần số tim. Và nếu mà khi mình chia cho diện tích ra thì mình sẽ ra được là chỉ số tim. Về phân số tống máu thì phân số tống máu một lần nữa mình nhấn mạnh lại là chính bằng hiệu số giữa thể tích tống máu, thể tích cuối tâm trương trừ đi thể tích cuối tâm thu và chia cho thể tích cuối tâm trương, hay còn tính là thể tích tống máu chia cho thể tích cuối tâm trương. Thì trước hết thì mình sẽ đi vào từng bước rất là dễ thôi, đánh giá các cái thể tích này như thế nào. Thì ban đầu từ những cái phương pháp từ trước đến nay người ta dùng những phương pháp gì, và hiện nay mình ưu tiên sử dụng phương pháp gì, ở đây tôi sẽ xin nhấn mạnh lại. Thứ nhất là phương pháp M1, còn gọi là phương pháp tuyến tính. Tuyến tính nghĩa là mình chỉ đo một cái đường cắt qua một vị trí của buồng thất thôi. Và nếu mà mình đo trên siêu âm TM thì mình cũng sẽ được cắt trên siêu âm TM thì mình sẽ được cái hình ảnh như thế này, như trên slide chúng tôi chiếu. Và cái thể tích, cái đường kính cuối tâm trương là đường kính mà khi mà buồng thất này là giãn nở lớn nhất, và đường kính cuối tâm thu là đường kính mà khi mà buồng thất nhỏ nhất. Ưu điểm của phương pháp này là làm nhanh và có thể đo đi đo lại nhiều lần. Và từ trước đến nay thì có nhiều công trình nghiên cứu đã công bố dựa trên những cái thông số đo EF trên TM. Tuy nhiên chúng ta biết rõ, nhìn thế này chúng ta thấy rõ về mặt hình học là có rất có nhược điểm, là nếu mà hình dạng của thất mà không có biến dạng thất, ví dụ có nhồi máu cơ tim hoặc là chúng ta không cắt vuông góc được với thất, thì chắc chắn là cái đường kính của chúng ta sẽ đo chéo, đo vát, và cái số kích thước mà chúng ta đo được là nó sẽ không phản ánh chính xác kích thước của buồng tim. Cách thứ hai là chúng ta đo trên siêu âm tim 2D thì cũng tương tự như siêu âm TM, nhưng chúng ta không cắt TM mà chúng ta đo trực tiếp trên siêu âm tim 2D kích thước cuối tâm thu và cuối tâm trương. Thì cái này về mặt nguyên lý thì nó cũng là chỉ là đo tại một vị trí cắt ngang qua thất mà thôi, cho nên cho dù nó đo dễ và dễ vuông góc đặt với trục của thất trái, tuy nhiên nó cũng không phản ánh chính xác kích thước và chức năng của thất, nhất là khi có biến dạng thất, có tái cấu trúc
cầu hóa thất hoặc là nhồi máu cơ tim, những cái vùng phình thành tim ở những vị trí khác thì mình hoàn toàn không đánh giá được. Thì đấy là hai phương pháp gọi là phương pháp tuyến tính. Và cho đến nay, Hội xương tim Hoa Kỳ người ta không khuyến cáo chúng ta đo bằng hai phương pháp này. Còn trong các cái bản kết quả, bác sĩ có thể đo để đưa vào để tham khảo thôi. Còn chúng ta chọn thông số EF để mà phân loại bệnh nhân, để xem là EF đây là suy tim EF giảm hay EF mức độ ranh giới hay EF bảo tồn, thì chúng ta phải dựa vào EF Simpson. Thế đây là minh họa cũng phương pháp đó, thì mình cách đo chức năng tâm thu là mình đo đường kính cuối tâm trương, đo đường kính cuối tâm thu, và sau đó thì mình tính phần trăm D là lấy đường kính cuối tâm trương trừ phần đường kính cuối tâm thu và chia cho đường kính cuối tâm trương, thì mình ra được phần trăm D. Bình thường phần trăm D này còn gọi là phần trăm co ngắn sợi cơ, bình thường phần trăm D nó phải trên 25%, nếu mà dưới 25% là bắt đầu có suy tim. Và khi mà mình người ta không khuyến cáo đo trên xương TM nữa thì các cái thông số mà để đưa vào nghiên cứu thì cũng ít sử dụng phần trăm D hay là phần trăm co ngắn sợi cơ, mà chủ yếu là phân số tổng máu EF. Còn phân số tổng máu EF mà đo trên siêu âm tim TM hoặc 2D thì tính bằng VD trừ VS trên VD và tính bằng 7D lập phương trên chia cho 2,4 cộng D, và D đây chính là cái đường kính mà mình đo được. Cho dù mình đo trên 2D hay đo trên TM thì mình cũng biết, ở trên tôi đã phân tích những cái nhược điểm của phương pháp tuyến tính cũng như phương pháp đo tại cắt ngang qua thất tại một vị trí như thế này rồi, nhưng đây giới thiệu để các bạn nắm được. Như vậy là khi mình đo chức năng tâm thu thất trái trên xương TM thì nhược điểm rõ ràng của nó là chỉ khảo sát được theo chiều ngang của thất thôi, mà không khảo sát được theo chiều dọc của thất. Thì các bạn lưu ý, cái này lưu ý. Chính vì vậy là chúng ta sẽ thường áp dụng trên lâm sàng là đo EF bằng phương pháp Simpson. Thì Simpson ở đây mình sẽ, phương pháp này là mình chia cái buồng thất ra làm nhiều hình trụ nhỏ từ đáy cho đến đỉnh, và đỉnh là một cái hình chóp, và mình sẽ tính thể tích của từng hình trụ này, thể tích từng hình trụ này và cộng với cái thể tích của vùng mỏm là được coi như hình elip, và thể tích này thì sẽ được tính bằng thể tích của từng hình nhỏ. Vì khi mình đã biết chiều cao của một khối nhỏ và mình biết thiết diện của một khối nhỏ này thì mình hoàn toàn mình tính được thể tích của từng khối nhỏ, và mình cộng lại, cái máy nó sẽ cộng lại và nó sẽ ra cho chúng ta cái thể tích kia lớn. Đây là hình minh họa chúng ta đo. Như vậy máy nó sẽ tự cộng các cái thể tích của các cái khối nhỏ này lại để ra một cái khối thể tích lớn cuối tâm trương, cuối tâm thu, và chúng ta sẽ có được trừ đi thể tích tống máu. Và về nguyên tắc thì các bạn phải đo hai mặt cắt, chứ không thể chỉ đo một mặt cắt bốn buồng được, mà chúng ta phải đo mặt cắt bốn buồng và mặt cắt hai buồng, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có EF biplane, nghĩa là EF đo trên hai mặt cắt. Và khi mà hình thất bị biến dạng thì chúng ta cần phải điều chỉnh làm sao cho cái thể tích này nó phải phản ánh đúng được cái hình dạng của thất, chứ không phải là chúng có những trường hợp là có các máy nó đo tự động thì chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên mà khi đo như thế này nó có một cái nhược điểm, có một nhược điểm là đôi khi chúng ta cắt chéo, cắt vát, hoặc là mình làm cho cái tim nó bị chếch, quả tim nó bị chếch, cho nên là vùng mỏm nó thường bị co ngắn lại. Hoặc trong trường hợp bệnh nhân béo phì hoặc là thành ngực dày thì mình không nhìn rõ đường viền nội mạc. Chính vì vậy là có một số vùng mà thành tim nó bị không co bóp hoặc là bị phình thành tim, hoặc có sự biến dạng nhưng mà mình lại không quan sát được trên xương tim 2D, ví dụ nó ở mặt sau chẳng hạn mà mình không quan sát được, thì lúc này nó có những cái hạn chế, lúc này mình lại phải dùng xương tim 3D thì mình mới khắc phục được. Và về phép đo thì dựa vào mình sẽ viền nội mạc ở mặt cắt, đây ở hai hình trên là 4 buồng và hai hình dưới là 2 buồng, và mình đường viền bắt đầu và kết thúc ở hai điểm đối diện tại chân vòng van. Và các bạn lưu ý là chiều dài thất trái. Các bạn lưu ý chiều dài thất trái trong thời kỳ tâm trương, cho dù các bạn đo ở mặt cắt 2 buồng hay mặt cắt 4 buồng thì chiều dài nó phải bằng nhau. Chứ đừng có mà đo một mặt cắt 2 buồng chiều dài nó là 55 sang mặt cắt 4 buồng chiều dài là 75, trên nhau 20 mm, thế là mình đo sai rồi. Đấy, mình lưu ý là
đo hai mặt cắt, nhưng nhớ là cái chiều dài nó phải, buồng thất nó phải bằng nhau thì nó mới chính xác. Thời kỳ tâm thu cũng như vậy. Đến khi mà các bác sĩ hướng dẫn thực hành thì các bác sĩ sẽ trao đổi thêm với các bạn. Và đây là slide cho biết các cái giá trị bình thường theo giới tính về kích thước và chức năng thất trái trên siêu âm tim 2D, về kích thước đường kính thất trái tâm trương, tâm thu, thể tích thất trái và hiệu chỉnh theo chỉ diện tích da, và cũng như là EF. Như vậy EF bình thường là ở nam giới là khoảng 62, ở nữ giới cũng khoảng 64 và không có sự khác biệt nhiều. Thế trong những trường hợp mà buồng tim hình dạng nó có những chỗ, ví dụ phình, ví dụ như là có những vùng giảm vận động mà mình quan sát không rõ, hoặc bệnh nhân béo, hoặc là hình ảnh mờ, thì mình có thể dùng siêu âm cản âm, mình sẽ thấy rõ được đường viền nội mạc hơn. Tuy nhiên là chất cản âm rất là đắt tiền, hơn $100 một lọ, mà một lọ thì thường chỉ dùng được cho một bệnh nhân, cho nên là hiện nay ở Việt Nam thì là cũng chưa dùng mấy cái phương pháp siêu âm cản âm này, chủ yếu do giá thành quá cao thôi, chứ còn về kỹ thuật thì không có vấn đề gì cả. Thế còn nhưng mà hiện nay chúng ta có những cái máy siêu âm thế hệ mới với những độ phân giải rất là cao thì hoàn toàn là cũng có thể khắc phục được, và chúng ta nhìn rất là rõ nội mạc của thất trái. Thế ở trên tôi đã phân tích là có những cái nhược điểm khi mình dùng siêu âm tim 2D để đánh giá thể tích cuối tâm thu, cuối tâm trương cũng như là vận động vùng thành tim. Thì mình biết là nếu mình dùng 2D, tức là mình hai bình diện thì mình chỉ nhìn được một mặt phẳng thôi. Và như vậy là thất của mình thì hình cầu. Nếu mình cắt chéo, cắt vát thì mình không thể biết được là mình đã bị làm co ngắn buồng tim, hoặc là có những vùng nó bị phình thành tim, hoặc là không vận động mà nó lại ở phía đằng sau, nó không nằm trong cái mặt cắt mà mình cắt, thì mình sẽ bỏ qua. Như vậy là con số của mình tính ra nó không bao gồm những cái vùng mà nó có những cái tổn thương đó. Chính vì vậy là mình nên làm siêu âm tim 3D nếu mình có điều kiện. Thì ở Viện Tim Mạch chúng tôi cũng có 4-5 máy siêu âm tim 3D hoàn toàn có thể thực hiện được cái đánh giá được kích thước và chức năng các buồng tim là cùng một lúc. Đầu dò mình chỉ việc đặt ở một vị trí mỏm tim, mình không phải xoay đầu dò nhiều, không phải xoay góc gì cả, mà có thể thu được hình ảnh siêu âm tim của ba mặt cắt, 4 buồng, 2 buồng và 3 buồng từ mỏ, và tim sẽ được dựng hình 3D để đánh giá hoàn toàn thể tích thực của thất trái, cho dù là buồng thất có phình, có giãn ở mỏm tim, hay là có giảm vận động ở mỏm tim mà mình không thấy được, hoặc là ở bất kỳ một vùng nào. Thế thì siêu âm tim 3D có thể giúp tính toán thể tích thất trái, EF, đặc biệt là bệnh nhân có rối loạn vận động khư trú thành tim, và phát hiện, đặc biệt là cái ưu việt của nó là phát hiện những thay đổi rất sớm về thể tích thất trái. Nếu mình chờ đến những thay đổi của siêu âm tim 2D mà nó giãn to buồng tim ra, hoặc thay đổi rất rõ mà mình nhìn bằng mắt thường được, thì đã quá muộn rồi. Nhưng nếu mình dùng siêu âm tim 3D thì có thể phát hiện được những thay đổi rất kín đáo để mà có những cái chỉ định điều trị kịp thời. Đặc biệt là siêu âm tim 3D nếu mà mình có tiêm chất cản âm thì lại càng rõ hơn, càng rõ nét hơn. Ở đây là mình nói đến phân số tống máu thất trái. Cho đến nay thì tất cả các cái hiệp hội, rồi hội siêu âm tim Hoa Kỳ, hội siêu âm tim Mỹ, rồi hội tim mạch Hoa Kỳ, hội tim mạch Mỹ, khi mà nói đến suy tim thì vẫn dùng phân số tống máu thất trái là một cái thông số cột mốc để đánh giá, để phân loại các nhóm bệnh nhân. Còn hiện tại vẫn chưa sử dụng các cái thông số khác. Cho nên là mình có suy tim, có phân số tống máu giảm, phân số tống máu bảo tồn, phân số tống máu mid-range, vân vân. Và tất cả các khuyến cáo điều trị cũng lại theo EF. Ví dụ như là suy tim có phân số tống máu giảm thì sử dụng các cái thuốc suy tim, điều trị suy tim gì ABCD. Đấy thì có thế. Thế nhưng mà mình phải hiểu là phân số tống máu nó không phải là một thông số, nó không có nhược điểm. Nó cũng có nhược điểm đấy. Nhược điểm của nó là gì? Là nhiều lúc nó không phản ánh chính xác mức độ co bóp cơ tim đâu. Ví dụ bệnh nhân có hẹp trũ chẳng hạn, suy tim rồi nhưng mà EF nó vẫn bình thường, EF nó vẫn bình thường. Hoặc bệnh nhân hở hai lá, rõ ràng là suy tim nhưng EF vẫn bình thường, vì lúc đó thất trái nó phải bóp mạnh hơn. Ví dụ bệnh nhân hẹp trũ để nó thắng một cái lực cản qua cái chỗ van động mạch chủ bị hẹp, hoặc là bệnh nhân hở van hai lá, nó bị tăng tiền gánh lượng máu từ nhĩ trái đổ về thất trái trong thời kỳ cuối tâm tối cuối trong thời kỳ tâm thu nó rất là nhiều, và cái thời kỳ tâm trương rõ ràng là cái tiền gánh nó lớn và nó tăng tiền gánh và nó phải đẩy một cái lực đẩy mạnh hơn. Và chính vì vậy là mặc dù EF nó tăng nhưng có khi cái cơ tim nó đã nhão hơn rồi, nó đã
nó đã kém rồi, nó đã có sơ tổn thương sơ hóa rồi, nên mình chờ đến khi nào EF nó giảm mình mới điều trị, mới can thiệp, mới mổ, rồi đã quá muộn và có thể là đã không còn thay đổi được tiên lượng của người bệnh sau khi mình phẫu thuật. Và một thông số nữa ở đây mình muốn nói đó là cung lượng tim. Cung lượng tim thì nó sẽ bằng VTI động mạch chủ, tức là tích phân vận tốc theo thời gian nhân với bình phương của bán kính của thiết diện động mạch chủ, nhân với pi và nhân với tần số tim. Hoặc là một cách khác mình tính sẽ bằng thể tích tống máu nhân tần số tim. Hiện nay chúng tôi đang để ở C1 máy siêu âm Philips, là mình hoàn toàn mình có thể tính toán được các thông số huyết động như VTI, rồi cung lượng tim, rồi tần số tim vân vân. Các bạn chỉ mắc điện tâm đồ là các bạn có được hết. Và cung lượng tim nó chính là một lượng máu bơm vào hệ thống tuần hoàn trong một đơn vị thời gian. Nó giúp cho mình đánh giá chức năng tâm thu thất trái, bệnh van tim, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, và đặc biệt trong trường hợp rối loạn huyết động, ví dụ bệnh nhân có sốc tim chẳng hạn, thì lúc đấy các bạn đánh giá cung lượng tim rất có giá trị. Bây giờ mình sẽ nói thêm một chút về các thời khoảng tâm thu, bởi vì sau đây chúng ta còn 4 bài nữa, cho nên là tôi sẽ nhấn mạnh vào những thông số cần thiết và những thông số nào mà để có tính tổng quan thì chúng tôi sẽ nói nhanh để các bạn được giới thiệu, nhưng mà các bạn sẽ còn có thời gian và sức lực để học tiếp 4 bài nữa. Các thời khoảng tâm thu thì chúng ta có thời gian tiền tống máu, ở đây mình hướng dẫn các bạn cách đo là mình sẽ dùng Doppler sung hoặc là Doppler mô cơ tim. Và mình bắt đầu ra tới thấy đây là phổ tống máu của động mạch chủ, tức là đây là lúc bắt đầu mở van động mạch chủ, và đây là điện tâm đồ bắt đầu phức độ bộ QRS. Vậy thì từ lúc bắt đầu thất khở khử cực cho đến lúc bắt đầu mở van động mạch chủ, chúng ta đừng nghĩ là khi nào thất khử cực bắt đầu có phức bộ QRS là lúc đó mở van động mạch chủ, là không phải. Ở trên mình đã dùng sơ đồ về đường cong áp lực để cho các bạn thấy là phải mất một khoảng thời gian nó mới mở được van động mạch chủ, và chính cái khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khử cực đến lúc khử cực về mặt điện học cho đến lúc mở van động mạch chủ thì được coi là thời kỳ tiền tống máu. Và thời kỳ này nếu mà nó càng dài chứng tỏ là chức năng tim càng kém, bởi vì nó phải mất một thời gian rất dài thì nó mới đẩy mở được cái van động mạch chủ ra. Đấy, cái này các bạn có thể hoàn toàn nhận diện được để bạn hiểu được sinh lý bệnh của suy tim. Ngày xưa người ta không có các thông số như EF hay là gì đâu, chỉ có mỗi siêu âm TM hoặc là đo tâm thanh cơ động đồ, thì người ta dùng cái tỷ lệ giữa tiền tống máu chia cho thời gian tống máu để người ta biết được là bệnh nhân này có suy tim không, mà phát hiện sớm cái suy tim tiềm tàng. Thì các yếu tố ảnh hưởng đến thời kỳ tiền tống máu bao gồm tần số tim, áp lực tâm trương động mạch chủ, dẫn truyền điện học trong thất, vân vân. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tống máu. Thời kỳ tống máu thì dễ rồi, ai chúng ta cũng biết, đó là từ lúc mở van động mạch chủ đến lúc đóng van động mạch chủ. Thì cái này ai cũng biết, ai mà không biết thì cho trượt luôn. Và các yếu tố ảnh hưởng thì gồm có tần số tim, tiền gánh và hậu gánh. Thì chúng ta biết rằng nếu như vậy, nếu mà bệnh nhân suy tim, nếu mà tiền tống máu kéo dài mà tống máu thì lại kém, nghĩa là nó tống được một tí thì nó đã tắt phụt rồi, nghĩa là tim nó rất là kém. Thì các bạn lưu ý đấy, nhìn những cái phổ Doppler là các bạn phải biết ngay bệnh nhân có suy tim hay không. Nếu mà nhịp tim bệnh nhân bình thường, không có nhịp nhanh, không có gì mà cái thời gian tống máu nó rất ngắn, thì chứng tỏ cái bệnh nhân này suy tim rất là nặng, chưa cần phải đi test mắt để đo EF. Đấy, các bạn lưu ý khi mình đã hiểu được sinh lý và sinh lý bệnh thì mọi thứ nó sẽ trở nên rất là dễ dàng. Một cái thông số nữa là đo áp lực thất trái, tốc độ tăng áp lực thất trái tối đa là DP/DT. Cái này mình chỉ có thể đo được khi bệnh nhân có hở hai lá thôi. Hở hai lá mình sẽ đo phổ Doppler liên tục của hở hai lá và mình tính được cái DP/DT. Thì cái này nó là thông số cực kỳ khách quan và không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố huyết động nào khác. Và nếu mà DP/DPT trên 1200 thì nghĩa là chức năng tâm thu thất trái bình thường, còn từ 800 đến 1200 là giảm nhẹ đến vừa, và nếu dưới 800 là giảm nặng. Và trong thông tin huyết động của bên chỗ thầy Hùng thì các thầy cũng đo DP/DT để đánh giá chức năng tâm thu thất trái. Tuy nhiên đây là một thông số đo trên thông tin và không phải người ta phải đưa đường cong áp lực vào, vừa đo cái thay đổi áp lực và đo thay đổi thời gian của theo thời gian, cho nên là nó cũng tốn thời gian. Nên dạo này mọi người bệnh nhân chụp được mạch vành đông quá thì không làm được những cái thông số này. Chứ còn bài bản ra thì khi mình đánh giá chức năng thất trái là mình phải đánh giá DP/DT. Thế thì mình sẽ thấy trên slide này thì là cái DP/DT nó là một cái thông số, đây là đo
đo trên thông tim thì nó có tương quan tuyến tính, tương quan tuyến tính với trên trên Doppler và trên thông tim nó có tương quan tuyến tính chặt chẽ với nhau. Nhưng một đó là mình nói đến những thông số trên 2D, rồi là EF, rồi là trên Doppler thông thường, thời gian tiền tống máu, thời gian tống máu. Bây giờ mình nói đến siêu âm Doppler mô cơ tim. Siêu âm Doppler mô cơ tim thì buổi sáng đã nói về nguyên lý rồi, là khi mà mình làm siêu âm Doppler mô cơ tim là tự cái bộ lọc nó lọc đi những cái dòng, những cái vận, những cái dòng chảy có vận tốc cao, và nó chỉ để lại những cái vận động mà có vận tốc thấp thôi. Như vậy là vận động của dòng máu là vận tốc rất là cao, khoảng 1.500 cm/giây, trong khi vận động của cơ tim chỉ có vài cm trên giây thôi. Như vậy nó lọc hết vận động của dòng máu, chỉ còn vận động của cơ tim. Và mình sẽ khảo sát vận động của từng vùng cơ tim để mình biết là cái vùng cơ tim này vận động được nhiều hay ít. Nếu mà vận động kém thì có nghĩa là vùng cơ tim đó nó chức năng nó kém, hoặc là mình đặt ở vòng van hay lá mình thấy di chuyển về phía mỏm rất là kém thì cũng có nghĩa là chức năng tâm thu của tim rất là kém. Cụ thể ở đây mình đánh giá vận tốc sóng S. Vận tốc sóng S là mình đặt cửa sổ Doppler mô ở chân vòng van hay lá hoặc là thành bên thất trái, và mình xem cái độ di chuyển của cái vùng thành tim này về phía mỏm thất trái trong thời kỳ tâm thu được bao nhiêu. Ví dụ vận tốc sóng S ở đây bình thường nó phải trên 9 cm/giây, thế nhưng mà nếu mà nó giảm dưới 9 cm/giây thì tức là có suy tim. Và đặc biệt từng vùng thành tim, nếu nó giảm thì là có cái vùng nuôi, cái động mạch nuôi cái vùng thành tim đó chắc là có thiếu máu, hoặc là tắc nghẽn, hoặc là bệnh nhân bị các cái viêm cơ tim vân vân, cả ổ vân vân. Thế thì mình đánh giá ở trên là tôi đã nói về đánh giá chức năng tâm thu thất trái toàn bộ thì bao gồm có kích thước bùng tim, có giãn hay không giãn theo đường kính, theo thể tích, EF có giảm hay không giảm, EF thì cũng theo TM bây giờ ít dùng, theo 2D thì là đánh giá chủ yếu trên phương pháp EF Simpson. Các bạn phải đo hai mặt cắt 4 buồng và 2 buồng, các bạn có thể tính thêm thể tích tống máu, cung lượng tim vân vân. Các bạn có thể tham khảo thêm thông số như là thời gian tiền tống máu, thời gian tống máu. Thời gian tiền tống máu càng dài là chức năng tim càng kém, thời gian tống máu càng ngắn thì chức năng tim càng kém. Rồi gì nữa là chúng ta có thể đánh giá vận tốc của sóng S trên siêu âm Doppler mô cơ tim. Đấy, thì là đó là những thông số để đánh giá chức năng toàn bộ thất trái, là cái chức năng global function của thất trái. Thế còn bây giờ mình đánh giá chức năng vùng thất trái như nào, nhất là trong trường hợp bệnh nhân mình nghi có bệnh động mạch vành, cũng nhồi máu cơ tim, thì mình phải xem là chức năng vùng là cái khả năng cái vùng thành tim này nó có thể dày lên trong thời kỳ tâm thu, dày lên trong thời kỳ tâm thu, và nó có thể di chuyển vào trong thời kỳ tâm thu. Nếu nó dày lên vận động thì là giảm vận động, nếu nó không dày di chuyển ra ngoài thì nghĩa là không vận động, và nếu nó lại di chuyển ra ngoài thì nghĩa là vận động bình thường. Thế ở đây mình thấy có những trong các bản siêu âm các bác sĩ hay ghi là giảm vận động, không vận động, vận động bình thường, có nghĩa là như vậy, có nghĩa là một là dày lên rất ít, di chuyển vào trong rất ít, hoặc là không dày lên, không di chuyển vào trong, hoặc là di động ra ngoài. Thế thì khi mà mình phân vùng thành tim, khi mà mình đánh giá vùng thành tim thì mình sẽ phải phân vùng giải phẫu của thành tim để cho mình sẽ biết được là cái vùng mình đánh giá này nó thuộc vùng tưới máu của động mạch vành nào. Và chúng ta thấy là có các cách để phân vùng thành tim như sau, là có thể phân vùng theo 16 vùng thành tim, có thể phân vùng theo 17 vùng thành tim, hoặc là có thể phân vùng theo 18 vùng thành tim. Ba cách phân vùng này dựa trên cái tưới máu, dựa theo cách phân loại của y học hạt nhân trong chẩn đoán hình ảnh tim mạch. Thế còn cái hội xương tim Hoa Kỳ thì người ta phân theo 17 vùng thành tim. Các bạn có thể hoàn toàn tham khảo trong các khuyến cáo và 17 vùng thành tim này, và sẽ chia ra các cái vùng cụ thể như là trên slide chúng tôi chỉ, là ví dụ là vách liên thất dưới này, rồi là trước vách này, thành trước này, trước bên này, anterolateral này, và thành dưới bên, rồi là thành dưới, thì hoàn toàn chúng ta có thể tham khảo trên các guideline. Và chúng ta xem chủ yếu trên các mặt cắt là mặt cắt trục dọc cạnh ước trái, hoặc là trục dọc từ mỏm thì cũng là đều có thể được. Trục dọc từ mỏm là 3 buồng, rồi 2 buồng tim từ mỏm và 4 buồng tim từ mỏm,
Ngoài ra chúng ta cũng có thể cắt ngang thất trái. Và đây là phân vùng giải phẫu của các nhánh động mạch vành chính, gồm có động mạch vành trái, động mạch vành phải và động mạch mũ trên giải phẫu siêu âm. Thì cái này các bạn tham khảo, tôi không ngồi nói chi tiết ở đây thì sẽ mất thời giờ các bạn, vì cũng chỉ cái này không có cách nào khác là phải nhớ một cách khá là máy móc. Rồi chúng ta, tất nhiên là chúng ta thuộc giải phẫu chúng ta sẽ hiểu, nhưng rồi chúng ta cũng phải nhớ như thế này. Về siêu âm cản âm thì chúng ta cũng thấy như ở trên mình đã nói về siêu âm cản âm, nó giúp cho mình nhìn nhận được cái nội mạc thành tim được rõ hơn trong trường hợp bệnh nhân mờ, hình ảnh siêu âm mờ, hoặc bệnh nhân béo, hoặc là bị khí phế thủng vân vân. Thì tuy nhiên là nó rất là đắt tiền, thì ở đây mình thấy là trên siêu âm tim 2D thông thường thì mình nhìn rất là khó phân biệt nội mạc, thì mình tiêm chất cản âm vào thì mình sẽ thấy rõ hơn cái nội mạc của thất trái, mình sẽ biết vùng nào bị thê phình thành tim và giảm vận động thành tim. Thế và mình biết rằng trong đánh giá chức năng thất trái thì bây giờ trước người ta cứ nghĩ là thất trái nó co bóp như một cái đẩy máu như một cái piston, là nó cứ tống máu thôi, nhưng mà thực ra không phải, mà nó có những cái bó cơ của thất trái. Cái này tất cả các bạn học nội trú và các học của chuyên khoa 2 đều biết rồi. Và các cái bó cơ của thất trái thì nó sẽ chạy theo chiều dọc, gồm có các ba lớp, là lớp giữa thì nằm theo chiều hướng theo chiều chu vi, lớp thượng tâm mạc tức là lớp ngoài cùng thì nằm theo chiều kim đồng hồ âm 60 độ từ trái sang phải. Thế còn lớp dưới nội mạc thì lại ngược chiều kim đồng hồ dương 60 độ từ phải sang trái. Và trong tất cả các cái sợi cơ này thì các cái sợi bó sợi cơ dọc nó chiếm đến 70% các cái bó sợi cơ. Và đỉnh và đáy kim tim thì nó xoay ngược chiều nhau. Chính vì vậy khi nó co bóp nó sẽ co bóp như vắt một cái khăn. Và chính vì vậy là khi mà mình khảo sát bằng các cái thể tích thông thường ấy, thì nó không phản ánh chính xác được cái cấu trúc của thất trái cũng như là cái chức năng của buồng tim, mà mình sẽ phải tìm các cái thông số mà nó phản ánh sát sao hơn với sự thay đổi của hình dạng và sự thay đổi của tính chất cơ học của thất, ví dụ như là Doppler xung mô cơ tim. Thì mình sẽ tìm đặt tại từng điểm để mình xem cái như là ở trên tôi đã nói là đặt vào từng vùng để xem cái vận tốc của sóng S như thế nào. Nhưng mà nhược điểm của siêu Doppler xung mô cơ tim là gì? Chỉ khảo sát được những phần tử nằm song song với chùm tia siêu âm thôi. Thế còn những phần tử mà nó không nằm song song thì chắc chắn là mình khi mình khảo sát là nó không chính xác rồi, vì đấy là cũng là Doppler xung, mà Doppler xung nó cũng phải chịu hiệu ứng Doppler. Hiệu Doppler sáng nay mình vừa nói rồi, như vậy là nó vẫn bị chịu cái tác động là góc của chùm tia. Nếu mà góc chùm tia mà thay đổi thì chắc chắn là cái thông số vận tốc của mình nó sẽ thay đổi, và đồng thời nó không giúp phân biệt được những vùng cơ tim thực sự co bóp với những vùng cơ tim mà nó đã sẹo hóa và nó chỉ di chuyển thụ động thôi, nó chỉ bị co kéo thôi. Thì nếu mình đặt vào đấy thì mình tính vận tốc, rõ ràng nó có vận tốc, nó có di chuyển, nhưng nó không phải là chức năng co bóp, thì cái đấy mình phải lưu ý. Và nó bị ảnh hưởng bởi tần số tim, bởi các tiền gánh, hậu gánh và nhịp thở. Và việc mình thu thập thông số Doppler xung mô cơ tim của tất cả 17 vùng thành tim là vô cùng khó khăn và tiêu tốn nhiều thời gian. Chính vì vậy thì mình sẽ có các cái phương pháp đánh giá khác, ví dụ như là theo dõi vận động mô cơ tim mà có mã hóa màu, hoặc là hình ảnh vận đồng bộ mô cơ tim. Ở đây là ví dụ như hình ảnh này là mình dùng tissue synchronization imaging, là mình sẽ xem là vùng nào mà vận động muộn thì nó sẽ được mã hóa luôn màu đỏ, còn những vùng mà nó vận động đồng đều thì nó sẽ để màu xanh, thì mình sẽ phát hiện luôn. Đấy, đồng thời ngoài việc mã hóa bằng màu, nó còn cho mình các cái đường cong để mình biết là cái vùng cơ tim này nó vận động muộn hay vận động sớm, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân có block nhánh trái hoàn toàn mà sẽ có những cái vùng nó vận động muộn hơn và bất đồng bộ, thì đó là những cái chỉ định để mình đặt máy CRT điều trị tái đồng bộ thất cho bệnh nhân. Và đây là mình dùng tissue synchronization imaging 4D thì mình cũng thấy là cả quả thất này là màu xanh, nhưng có toàn cái vùng trước vách này là nó lại bị màu đỏ. Nó bị màu đỏ tức là nó vận động muộn. Đây là một trường hợp bệnh nhân có block nhánh trái hoàn toàn và vùng trước vách co bóp muộn, và đây là một candidate sẽ là một bệnh nhân có thể responsive đối với CRT. Đấy, cái này thì bây giờ mình chỉ định cái máy CRT mình vẫn chủ yếu dựa vào điện tâm đồ. Tuy nhiên là có những trường hợp nếu mà mình dùng siêu âm tim mình có thể thấy được rõ hơn những cái thay đổi này, và mình theo dõi mình thấy được cái đáp ứng của người bệnh đối với việc cấy máy tái đồng bộ thất. Một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật đánh giá sức căng cơ tim. Sức căng cơ tim là ở đây mình sẽ đánh giá
cái sự thay đổi độ dài của vùng cơ tim này theo chiều dọc như thế nào. Thì hôm tới, tuần sau chúng ta sẽ có bài là các kỹ thuật siêu âm tim mới. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn với các bạn về kỹ thuật đánh giá sức căng cơ tim. Đặc biệt sức căng cơ tim mình có thể đánh giá bằng siêu âm Doppler mô, sung, có thể đánh giá bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim, hai phương pháp. Trước đây chúng tôi chưa có spectrum tracking thì chúng tôi đánh giá bằng siêu âm Doppler mô sung và chúng tôi tính theo công thức và tính tay. Thế nhưng bây giờ thì có phương pháp siêu âm spectrum tracking rồi thì hoàn toàn chúng ta có thể đánh giá tự động được, để giúp chúng ta theo dõi được liên tục sự biến đổi hình dạng của vùng cơ tim và biểu diễn được vận tốc, sức căng, tốc độ căng dưới dạng các đường cong rất là rõ ràng và biểu diễn dưới dạng các cái giá trị nữa thì rất là rõ. Thì cái này hôm tới chúng tôi sẽ nói một bài riêng về sức căng cơ tim và các cái kỹ thuật siêu âm tim mới và siêu âm cả siêu âm tim 3D nữa để cho các bạn được biết. Và để đánh giá chức năng tim thì mình còn đánh giá cả độ xoắn vặn của thất trái, rồi độ xoay, độ xoắn của thất trái, rồi mở xoắn, tháo xoắn, vân vân. Đấy, đấy là đánh giá chức năng tâm thu. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về chức năng tâm trương thất trái nhé. Chức năng tâm trương thất trái đã ngủ chưa? Chức năng tâm trương thất trái thì mình cũng lại phải dựa vào guideline. Mình cũng phải dựa vào guideline, và đây là guideline năm 2016 của Hội siêu âm tim Hoa Kỳ, Hội siêu âm tim Hoa Kỳ. Và khi mà mình nghe về chức năng tâm trương thất trái thì mình trước hết là mình phải hiểu là tại sao mình lại phải đánh giá chức năng tâm trương, mà mình dựa vào EF đủ rồi, có suy tim không có suy tim thì gì phải chức năng tâm trương nữa. Nếu mà mình học kỹ về tim mạch thì mình sẽ thấy rằng có rất là nhiều bệnh rõ ràng là bệnh nhân có những cái biểu hiện lâm sàng ngay cả khi EF nó hoàn toàn bình thường mà mình xếp vào dạng là suy tim có phân số tống máu bảo tồn, thì đấy là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị có rối loạn chức năng tâm trương. Ví dụ bệnh nhân có tăng huyết áp thì mình phải xem có bệnh nhân có phì đại thất trái hay không, có rối loạn chức năng tâm trương thất trái hay không. Và những bệnh nhân có suy tim nhưng mà EF phân số tống máu vẫn còn bảo tồn thì trong những bệnh nhân này tiên lượng cũng khác nhau. Không phải tiên lượng tất cả các bệnh nhân suy tim với phân số tống máu bảo tồn đều có chung một tiên lượng, mà trong những bệnh nhân này nếu những bệnh nhân nào có chức năng tâm trương càng giảm thì cái thời gian sống càng ngắn hơn. Thế các em lưu ý để mà mình có cái phân loại và gọi là phân tầng nguy cơ cho người bệnh và biết tiên lượng được cho người bệnh. Vấn đề thứ ba là đối với những bệnh nhân đã có suy tim có phân số tống máu giảm rồi thì không phải tiên lượng ông nào cũng như nhau. Không phải cùng ai ông EF 30% thì ông nào chức năng tâm trương kém hơn ông đấy sẽ tiến triển xấu hơn và tiên lượng nặng hơn, để mình sẽ có những cái phương án điều trị và các kế hoạch theo dõi cho người bệnh một cách sát sao hơn, kế hoạch hẹn khám mau hơn, rồi là các cái kế hoạch về chỉ định các cái thiết bị cấy ghép nó sẽ phải có những cái tích cực hơn. Bây giờ mình nói về thời kỳ tâm trương. Khi mình nói về thời kỳ tâm thu, nào là mở van đóng van, nào điện tâm đồ, vậy thì tâm trương nó như thế nào? Tâm trương nó là khoảng thời gian từ lúc đóng van động mạch chủ cho đến lúc đóng van hay lá. Đóng van động mạch chủ được coi là cuối tâm thu và đóng van hay lá được coi là cuối tâm trương. Và thời kỳ tâm trương nó có 4 pha, gồm có pha giãn đồng thể tích, pha đổ đầy nhanh, pha đầy thất chậm, pha và cuối cùng là pha đổ đầy muộn do nhĩ bóp. Thì đây là sơ đồ để nói đến 4 pha của thời kỳ tâm trương nhé. Đấy, 4 pha thời kỳ tâm trương. Thứ nhất là pha giãn đồng thể tích, là từ lúc đóng van động mạch chủ đến lúc mở van hay lá. Đấy, đây là từ lúc đóng van động mạch chủ, đường chấm chấm thứ nhất, đến lúc mở van hay lá là đường chấm chấm thứ hai. Có nghĩa là lúc này thì van động mạch chủ đóng và van hay lá thì chưa mở, và áp lực trong buồng thất thì không thay đổi, áp lực trong buồng thất không thay đổi mặc dù thể tích giãn ra. Đấy, giãn đồng thể tích tức là thể tích thì không thay đổi nhưng áp lực thì giảm đi, thế nhưng mà thể tích thì không thay đổi. Và đến khi mà thể tích áp lực giảm đi đến lúc mở được van hay lá ra để máu từ nhĩ xuống thất thì nó sẽ bắt đầu bằng sóng E, là sóng đổ đầy nhanh, tức là máu ào từ nhĩ xuống thất, không mất một tí năng lượng nào, không mất một tí ATP nào mà máu ào từ nhĩ xuống thất. Và cái độ thời kỳ này gọi là thời kỳ đổ đầy nhanh. Sau đó là thời kỳ đầy thất chậm. Thời kỳ đầy thất chậm là thời kỳ mà áp lực trong buồng nhĩ và trong buồng thất là tương đối bằng nhau, và lúc này buồng tâm nhĩ trái nó như là một cái buồng nối giữa thất trái và các tĩnh mạch phổi. Đây là cái đường ngang, đây là thời kỳ đầy thất chậm. Và đến thời kỳ cuối cùng là nhĩ nó bóp nốt một lượng máu từ nhĩ xuống thất thì gọi là thời kỳ
đổ đầy muộn, thời kỳ đổ đầy muộn. Thế thì nếu mà trong trường hợp dung nhĩ thì mình sẽ thấy mất cái sóng A này, đúng không ạ? Đấy, trong một dung nhĩ lần trên siêu âm mình thấy mất sóng A, dung nhĩ mà bạn nào vẫn đo E trên A là sai tuét, chẳng hiểu gì nhé. Đấy, thì đây cũng là đường cong của áp lực thất trái. Chúng ta thấy trong thời kỳ tâm trương và tương ứng với hai đỉnh sóng E và sóng A. Vậy thì trên siêu âm tim nó biểu hiện thế nào? Trên dung tim TM đây, vì các bạn là sau đại học nên chúng tôi phải nói là nó sẽ bao gồm thời gian giãn đồng thể tích, bao gồm vận động trong thì tâm trương của thành sau động mạch chủ, dốc tâm trương, van hai lá và khoảng cách AC cuối van động mạch chủ. Đây là mình đo trên siêu âm tim TM, đây giới thiệu cho các bạn biết thôi, toàn anh em sau đại học rồi còn làm đề tài thì phải đi sâu, chứ còn trong thực hành lâm sàng chúng tôi không đo những cái này nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu, khi mình đã hiểu được những cái này thì những cái đặc điểm này của tim trong các thời khoảng, thì nghĩa là chúng ta đã hiểu rất sâu vào hoạt động của tim, thì chúng ta mới có thể làm nghiên cứu, làm đề tài được. Còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ là bác sĩ đo đạc thông thường thôi. Đấy, còn những thông số mà chúng ta đo hàng ngày đó là gì? Đó là tỷ lệ sóng E trên sóng A, rồi thời gian giảm tốc sóng A và thời gian giãn đồng thể tích. Đây là tôi minh họa, đây là đỉnh sóng E, đây là đỉnh sóng A, đỉnh sóng A. Thời gian giảm tốc sóng E là tính từ đỉnh sóng E cho đến đường baseline. Đấy, đường baseline, và đây là thời gian của sóng A. Đấy là cách đo. Và chúng ta sẽ dựa vào phổ Doppler của dòng chảy qua van hay lá, chúng ta chia ra được 4 mức độ của chức năng tâm trương. Thứ nhất là bình thường, sóng E lớn hơn sóng A. Thứ hai là bắt đầu giảm rối loạn thư giãn cơ tim là E nhỏ hơn A. Và khi tim bắt đầu giảm đàn hồi, tức là buồng cứng nó bắt đầu cứng, buồng thắt nó bắt đầu cứng dần, thì E nó lại cao dần lên lớn hơn A. Lúc này mình phân biệt như nào, hai hình này giống nhau thế, thì mình biết làm nào mà bệnh nhân có chức năng tâm trương giảm đây. Mình cho bệnh nhân làm nghiệm phát van Sava. Nếu làm nghiệm phát van Sava mà E giảm đi, tức là bệnh nhân này có suy tâm trương, tức là giả bình thường. Và đến giai đoạn muộn hẳn, E nó cao hơn hẳn sóng A, gấp hơn 2 lần, và sườn xuống của sóng E nó rất là steep, rất là dốc. Và lúc này là buồng thất rất là cứng, nghĩa là nó chỉ giãn ra một cái xong nó lại đóng kịch lại luôn. Nghĩa là cái độ cứng của thất nó rất là cao và khả năng đàn hồi nó rất là kém, chứ nó không đàn hồi nhịp nhàng được như thế này nữa, mà nó ra một cái xong nó phải giật vào ngay như thế, chứ nó thể hiện là cái sóng E này nó rất là cao và nó đóng rất là sớm như thế này, và nó giảm tốc rất là nhanh như thế này. Thì các bạn lưu ý, các bạn nhìn cái sóng này bạn phải hiểu cái thất này nó đang co bóp như thế nào đấy. Và cái thời gian giảm tốc của sóng E nó có mối tương quan rất là chặt chẽ với áp lực đổ đầy thất trái. Khi mình nói đến áp lực đổ đầy thất trái ở đây là nói đến đo về áp lực buồng thất, nhưng bản chất của nó là chính là áp lực mao mạch phổi bít, chính là thông số để mình xem quyết định bệnh nhân này có suy tim hay không có suy tim. Và nếu khi bệnh nhân có tăng áp lực mao mạch phổi bít, tức là bệnh nhân có suy tim, bây giờ mình chả đo mấy dùng catheter Sanger, thế nhưng các bạn hoàn toàn có thể dùng cái sóng vận tốc sóng E, rồi tỷ lệ E trên A, rồi là E trên E phẩy để ước lượng áp lực mao mạch phổi bít. Và siêu âm Doppler dòng chảy van hai lá thì là một phương pháp không xâm nhập để đánh giá đổ đầy thất trái. Tuy nhiên là trong một số trường hợp thì nó không giúp được cho mình, nhất là khi bệnh nhân nhịp nhanh, khi bệnh nhân dung nhĩ là mình sẽ không đánh giá được. Và này nó bị phụ thuộc vào tuổi, tức là tuổi cao thì sóng E sẽ giảm đi. Các bạn lưu ý. Thông số thứ hai là thông số thời gian giãn đồng thể tích. Đây là thời gian giãn đồng thể tích, là từ lúc đóng van của mạch chủ đến lúc mở van hai lá. Cách đo là như vậy. Bình thường là 60 đến 100 mili-giây, và nếu mà nó kéo dài trên 100 mili-giây có nghĩa là rối loạn thư giãn cơ tim. Rối loạn thư giãn cơ tim là suy chức năng tâm trương giai đoạn 1. Còn nếu mà rối loạn chức năng tâm trương kiểu hạn chế, tức là nó nhỏ dưới 60 mili-giây là rối loạn chức năng tâm trương giai đoạn cuối cùng, và bệnh nhân này là thường có tiên lượng rất là xấu, chuẩn bị đi ghép tim rồi. Dòng chảy nữa là dòng chảy tĩnh mạch phổi. Dòng chảy tĩnh mạch phổi thì bao gồm có sóng tâm thu, sóng tâm trương và sóng trào ngược của nhĩ trái. Đây là dòng chảy tĩnh mạch phổi. Sóng tâm thu có thể có một đỉnh hoặc hai đỉnh, đỉnh S1 và đỉnh S2. Sóng tâm trương là đỉnh D, và dòng trào ngược của nhĩ trái đây ạ. Và sóng tâm thu thì đỉnh S1 nó là phản ánh độ thư giãn của nhĩ trái. Còn đỉnh S2 nó là phản ánh độ giãn nở và áp lực nhĩ trái và sự dịch chuyển vòng van hay lá về phía mỏm tim. Và sóng D là phản ánh đổ đầy thất trái vì nó trong thời kỳ tâm trương. Và sóng AR là phản ánh áp lực thất trái cuối tâm trương.
Và nói thì nghe có vẻ phức tạp rồi là đáng sợ, tuy nhiên là cũng không có gì. Khi mà vận, các bạn nhìn, nếu mà vận tốc dòng tĩnh mạch phổi, vận tốc sóng S mà nó thấp hơn vận tốc sóng D, nó nhỏ hơn dưới 40% của áp của vận tốc sóng D, nghĩa là bệnh nhân này đã có tăng áp lực nhĩ trái. Mà tăng áp lực nhĩ trái nghĩa là gì ạ? Nghĩa là bắt đầu có suy tâm trương. Và tăng áp lực nhĩ trái cũng đồng nghĩa với gì? Là tăng áp lực tĩnh mạch phổi, đúng không? Nghĩa là tăng áp lực động mạch phổi trước hay sau mao mạch? Sau mao mạch, đúng không? Nhá, đấy, các bạn phải hiểu tất cả các cái vấn đề đó. Không phải sau lúc mà nói rồi trao đổi xong mình cứ lơ mơ chả biết trước mao mạch hay sau mao mạch, rồi các cái phân loại, rồi tâm thu tâm trương như nào. Nhớ, đấy, thì cái áp lực nhĩ trái nó có cái ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên bệnh nhân dung nhĩ thì mình không thể áp dụng được rồi. Đấy. Và mình thấy là dòng chảy tĩnh mạch phổi nó có khả năng dự đoán tăng áp lực nhĩ trái. Nó có mối tương quan tuyến tính rất là chặt chẽ, và với cái DT, tức là cái dốc xuống của cái sóng tâm trương này, nếu mà dưới 175 mili giây thì gợi ý tăng áp lực nhĩ trái trên 17 mm thủy ngân. Và trong một số trường hợp thì mình phải làm nghiệm pháp van Sanva để mình xem là bệnh nhân này có thực sự suy chức năng tâm trương hay không. Như là ở trên mình đã nói, hai bệnh nhân đều có E lớn hơn A. Và khi mình cho là bệnh nhân làm nghiệm pháp van Sanva mà sóng E nó nhỏ đi như thế này thì nghĩa là bệnh nhân này có suy tâm trương, tức là cái E trên A này là giả bình thường, chứ không phải là E trên A này là bình thường. Còn làm nghiệm phát van Sanva mà E vẫn lớn hơn A thì có nghĩa là E trên A là thì có nghĩa là bệnh nhân này bình thường. Thì các bạn lưu ý nhé, tất cả các trường hợp mà làm sóng E lớn hơn sóng A mà bệnh nhân kèm theo có tăng huyết áp, có dày thất trái, có bệnh động mạch vành, tuổi cao, các bạn phải cho làm nghiệm pháp van Sanva và các bạn xem có giảm đi hay không, để các bạn giải quyết là mình sẽ tính cái phân độ suy chức năng tâm trương thất trái. Ngoài ra mình còn có thể tính cái hiệu số giữa thời gian của sóng A van hay lá với thời gian sóng A tĩnh mạch phổi nữa. Thì những cái này nó hơi sâu, tôi không đề cập vào đây. Bên cạnh đó mình cũng có thể tính tốc độ lan truyền của dòng đổ đầy đầu tâm trương trên xương tim M1 màu. Cái này thì chỉ là nghiên cứu thôi, chúng tôi cũng làm, còn các bạn đi học nội trú mà trực đêm cũng cần phải làm cái này làm gì. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết, vì đọc tài liệu lúc người ta nói bệnh nhân này thông số này trong các cái bài báo, các nghiên cứu, VP là bao nhiêu, không biết VP là cái gì. VP là phản ánh sự hút máu xuống thất trái trong thời kỳ tâm trương. Bình thường là VP nó trên 50cm trên giây. Và nếu mà VP nó càng giảm thì có nghĩa áp lực nhĩ trái càng tăng nhá. Đây, cách đo là đây. Mình lấy cái khối màu ở van hay lá và mình đo đường tiếp tuyến. Mình đo điểm tiếp tuyến mình sẽ được VP. Nếu mà trên bình thường trên 50cm trên giây, nếu mà càng giảm thì là áp lực nhĩ trái càng tăng. Bây giờ mình nói đến siêu âm Doppler mô cơ tim trong đánh giá chức năng tâm trương thì gồm có hai sóng, gồm có vận tốc đầu tâm trương là sóng E phẩy và cái tỷ lệ E trên E phẩy. E là sóng đầu tâm trương của van hay lá và E phẩy là đầu tâm trương của Doppler mô thì cũng rất là quan trọng. Và cái hình này sáng nay tôi đã chiếu rồi, bây giờ tôi xin nói lại là cách đánh giá trên siêu âm Doppler mô cơ tim. Các bạn lưu ý, đã là Doppler là chúng ta phải đảm bảo cái hướng của trùng tia phải trùng với hướng của cái cấu trúc mà chúng ta khảo sát. Ở đây không phải chúng ta khảo sát dòng máu mà chúng ta khảo sát vận động của thành tim. Vậy thì các bạn phải di chuyển làm thế nào để hướng của thành tim nó phải trùng với hướng trùng tia, chứ chéo chứ vác thì thông số của chúng ta đo ra không có giá trị gì hết ạ. Và chúng ta thấy là tỷ lệ E trên E phẩy nó sẽ có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ với áp lực mao mạch phổi bít rất là rõ. Sau này các bạn khi mà tốt nghiệp mà đi học mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ làm nhiều và chúng ta sẽ thấy được rất là rõ hơn về vấn đề này. Và khi mà đo đánh giá chức năng tâm trương thất trái thì chúng ta cũng phải đo cả thể tích nhĩ trái nữa. Bởi vì theo cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2016 thì thể tích nhĩ trái đã được đưa vào là một trong những thông số để phân loại bệnh nhân có suy hay không có suy chức năng tâm trương. Chúng ta phải đo trên hai mặt cắt là 2 buồng và 4 buồng và đo vào lúc thời kỳ cuối tâm thu khi thể tích nhĩ trái là lớn nhất. Khi thể tích nhĩ trái là lớn nhất và cách đo thể tích nhĩ trái như thế nào sáng nay tôi đã trình bày. Và một thông số nữa chúng ta sẽ phải đo, đó là vận tốc tối đa và của dòng hở van ba lá. Của dòng hở van ba lá nó thể hiện áp lực
động mạch phổi, và nó cũng chính là thể hiện chức năng tâm trương thất trái. Đấy, chúng ta đo phổ Doppler liên tục của hở ba lá và đặt cửa sổ con trỏ vào đỉnh của phổ Doppler liên tục thì chúng ta sẽ được vận tốc tối đa và được tính bằng chênh áp thì tính bằng mm thủy ngân. Cái này chúng ta vẫn thường xuyên đo rồi. Thế nhưng mà vận tốc tối đa là chúng ta đo bằng cm trên giây, bằng mét trên giây. Và đây là cách chúng ta xem bệnh nhân có suy tâm trương hay không. Đối với bệnh nhân có phân số tống máu bình thường thì nếu mà E trên E phẩy lớn hơn 14, và vận tốc sóng E phẩy nhỏ hơn 7 cm, đối với vách liên thất và đối với thành bên là dưới 10 cm, và vận tốc của dòng hở ba lá trên 2,8 m trên giây hoặc thể tích nhĩ trái trên 34 m trên giây, thì nếu trong số tất cả bốn cái thông số này mà chỉ có trên năm mà có tới trên một nửa các thông số, tức là hai thông số trở lên là dương tính, thì chúng ta có quyền kết luận là bệnh nhân có suy chức năng tâm trương thất trái. Còn đây là cái sơ đồ để chẩn đoán, chúng ta dựa vào dòng chảy van hay lá, dựa vào thể tích nhĩ trái, dựa vào E trên E phẩy. Cái này các bạn có thể tham khảo trong các khuyến cáo. Và đánh giá chức năng tâm trương thất trái, chúng ta cũng có thể đánh giá được độ xoay xoắn, cởi xoắn của thất trái. Cái này sau này các bạn học sau đại khi mà làm các cái nghiên cứu sâu về siêu âm tim thì chúng tôi sẽ cùng với các bạn trao đổi về những cái vấn đề này. Còn hiện tại trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng chưa áp dụng nhiều. Đây là đánh giá sự cởi xoắn của thất trái. Để kết luận về đánh giá chức năng thất trái thì chúng ta lưu ý vì chỉ có hai mảng chúng ta phải lưu ý là chức năng tâm thu và chức năng tâm trương. Về chức năng tâm thu thì lưu ý chức năng toàn bộ thất, global function của toàn bộ thất. Cái thứ hai là chức năng từng vùng. Chức năng toàn bộ thất thì lưu ý phân số tống máu EF đo bằng Simpson, các cái chỉ số khác ví dụ cung lượng tim, ví dụ như là tỷ lệ giữa thời gian tiền tống máu trên thời gian tống máu, ví dụ như là các cái thông số về Doppler mô cơ tim sóng S phẩy ở chân vòng van hay lá. Đấy, lưu ý mấy cái bài dài tôi nhấn mạnh luôn. Còn đối với chức năng vùng thì chúng ta đánh giá vận động vùng thành tim bằng mắt thường, xem có dày lên hay không dày lên, có di chuyển vào trong hay không hay ra ngoài, hay là nó vẫn đứng im trong thời kỳ tâm thu. Cái thứ hai là chúng ta lượng hóa bằng siêu âm Doppler mô cơ tim tại vùng đó, hoặc là chúng ta đánh giá bằng siêu âm đánh dấu mô spectrum tracking. Về chức năng tâm trương thì chúng ta lưu ý có 4 thông số. Thứ nhất là tỷ lệ E trên A, vận tốc sóng E, rồi vận tốc sóng E phẩy, thể tích nhĩ trái và vận tốc đỉnh của hở ba van ba lá. Cứ trên một nửa trong số các thông số này mà đã vượt ngưỡng như cái bài mà tôi đã trình bày, nghĩa là bệnh nhân có suy chức năng tâm trương nhé. Thế bài trình bày của tôi về chức năng thất trái đến đây là tạm dừng. Chúng ta còn tiếp theo, còn bài hẹp chủ tôi sẽ nói luôn sau này. Và sau đấy chúng ta còn hai bài nữa, nên là hy vọng các bạn tỉnh táo để nghe tiếp. Các bạn lưu ý đánh giá chức năng thất trái vô cùng quan trọng. Rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ làm bài hẹp chủ nhỉ. Hẹp chủ thì cái vấn đề này thì mình trong thực hành lâm sàng mình biết nhiều rồi, bệnh lý, bệnh học mình cũng học nhiều rồi, bài vở mình thuộc quá rồi. Đấy, bây giờ mình xem siêu âm tim thì mình sẽ đánh giá như thế nào. Thì về định nghĩa hẹp van động mạch chủ thì chúng ta biết đó là sự tắc nghẽn thông máu thất trái do diện tích van động mạch chủ bị giảm. Và đây là hình ảnh bệnh nhân giải phẫu bệnh của bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ. Nó thấy là van động mạch chủ dày, vôi hóa và mở kém. Và chúng ta thấy là cắt dọc ra thì là buồng thất thành tim rất là dày, dày đồng tâm. Tất nhiên là khi bệnh nhân chết rồi thì chúng ta mới làm giải phẫu bệnh được. Và đây là quả tim thực sự của một tử thi, bệnh nhân hẹp chủ. Đấy, chứ còn không ai mà có một quả tim mà lại ở một người sống như thế này cả. Nên các bạn lưu ý, đây là hình ảnh rất là thật. Thì các bạn lưu ý, đối với bệnh nhân hẹp chủ thì buồng tim nó không giãn nhiều, mà chủ yếu nó dày lên. Nó dày lên và nó dày đồng tâm. Cái này khác với bệnh cơ tim phì đại. Van động mạch chủ thì dày vôi hóa. Về giải phẫu bệnh, đến đây mình nói nhanh thôi, ở đây tất cả các bạn đều thuộc. Có dị tật bẩm sinh của van, ví dụ van động mạch chủ hai lá van, hoặc là ở người già có tình trạng vôi hóa, thoái hóa, hoặc là thoái hóa xơ vữa trong trường hợp lắng đọng lipid, hoặc là trong trường hợp thất tim gặp ở những người trẻ hơn, thường gặp ở nam giới do viêm dính mép van và dày xơ hóa hẹp lỗ van.
Về hẹp chủ thì đây là hình ảnh tim van động mạch chủ bình thường. Còn hẹp van bẩm sinh có thể có một lá van, hai lá van. Còn hẹp do thất tim đây thì là tổn thương ở bờ van là chính và mép van dính. Dính ở bờ van và mép van và vôi hóa. Còn do người già hoặc do thoái hóa thì nó sẽ bị toàn bộ ở thân van và từ gốc van lên. Đấy là khác nhau cơ bản giữa thất tim và van động mạch chủ tổn thương do vôi hóa, thoái hóa. Nhiều người nhầm gặp một cái trường hợp thất tim mà lại không nhận ra, vẫn nghĩ đấy là van vôi hóa, thoái hóa là không được. Thế về mặt hậu quả, về mặt huyết động của hẹp chủ thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn đến là gì? Phì đại thất trái, như cái hình giải phóng bệnh ở trên mình đã nói. Nó máu nó phải buồng thất, nó phải bóp mạnh để tống máu qua chỗ hẹp và sẽ dẫn đến thành tim dày lên như vận động viên mình tập tạ nhiều. Rồi lâu ngày nó sẽ dẫn đến giãn nhĩ trái là hậu quả sớm. Giãn nhĩ trái thì sẽ dẫn đến là lâu ngày có thể dẫn đến rối loạn nhịp dung nhĩ và giai đoạn cuối cùng thì là sẽ giảm cung lượng tim. Với các triệu chứng của hẹp chủ tất cả chúng ta đều biết, mình nói nhẹ nhàng thôi, là khó thở, là đau ngực, là ngất, cái này không phải nhắc lại nữa. Khi mà bệnh nhân đã có khó thở, đã đau ngực, đã ngất thì là tỷ lệ tử vong rất là cao, suy tim uống huyết nữa, tỷ lệ tử vong rất là cao. Đấy. Và siêu âm Doppler tim thì nó là thăm dò rất quan trọng để giúp cho ta chẩn đoán xác định, đánh giá mức độ hẹp van động mạch chủ, theo dõi tiến triển của bệnh, xác định mức độ phì đại thất trái và rối loạn chức năng tâm trương, tâm thu thất trái, áp lực động mạch phổi, phát hiện các bệnh lý phối hợp. Và hẹp chủ thì nó, mình khi mình đánh giá thì mình phải đánh giá thứ nhất giải phẫu van, thứ hai là mức độ hẹp van, thứ ba là các hậu quả sinh lý bệnh và cuối cùng là gì? Cuối cùng là các cái bệnh phối hợp đi kèm. Thì đây là bộ máy van động mạch chủ, nó gồm có là vòng van động mạch chủ này, rồi có chỗ nối junction của sinotubular là chỗ nối giữa động xoang van Sava và động mạch chủ lên, rồi đây là vùng xoang van Sava và đây là các cái lá van, thì gồm có lá không vành, lá vành phải và lá vành trái. Và van động mạch chủ thì là chúng ta thấy là mình có thể quan sát được là nó có đây là hình ảnh siêu âm tim qua thực quản nhìn rất là rõ. Đây là vùng fibrous annulus là vòng van, đây là các cái lá van, các lá van, đây là lá không vành, đây là lá vành phải, đây là xoang van Sava và đây là động mạch chủ lên, còn chỗ này là vùng chỗ nối giữa xoang van Sava và động mạch chủ lên. Và tất cả các cái bất thường về động mạch chủ thì đều có thể ảnh hưởng đến van, ví dụ như giãn gốc động mạch chủ lên, vân vân. Về các cái mặt cắt chuẩn để đánh giá hẹp chủ thì gồm có mặt cắt trục dọc cạnh ức trái. Đây là mặt cắt trục dọc cạnh ức trái, mình sẽ quan sát được lá không vành và lá vành, đây là lá vành phải và đây là lá không vành và gốc động mạch chủ. Đây cũng là trục dọc cạnh gốc trái, mình zoom ra để mình quan sát gốc động mạch chủ. Và mình sẽ cho màu vào để mình xem là có hở chủ hay không, hoặc có dòng tăng tốc qua van động mạch chủ hay không để xem có hẹp hay không. Đấy là các cái bước rất là đơn giản mình có thể làm được để mình đánh giá hẹp chủ. Và mình sẽ dùng siêu âm tim TM để mình xem là cái van động mạch chủ này mở đóng như thế nào. Trong thời kỳ tâm thu nó sẽ mở hình hộp và mở sát thành. Còn nếu mà nó mở hạn chế và nó dày, nó vôi hóa thì nghĩa là van động mạch chủ bị hẹp và các cái tổn thương mình có thể đánh giá được. Và trên trục ngắn cạnh ức trái thì mình hoàn toàn nhìn quan sát được van động mạch chủ, cắt ngang qua van động mạch chủ. Và đây là cắt ngang qua van động mạch chủ. Và mình cho cả siêu âm màu vào nữa, mình sẽ xem các cái dòng chảy qua đây có tăng tốc hay không. Đây là van động mạch chủ có 3 lá van trong thời kỳ tâm trương thì nó đóng lại. Và trong thời kỳ tâm thu thì mở ra cả 3 lá van. Các bạn lưu ý, đây là những hình ảnh mà các bước rất là cơ bản để mình đánh giá van động mạch chủ. Và một mặt cắt nữa, ngoài mặt cắt trục dọc cạnh ức trái này, rồi mặt cắt trục ngắn cạnh ức trái thì mình sẽ xem mặt cắt 5 buồng từ mỏm tim. 5 buồng từ mỏm tim thì mình sẽ thấy được van động mạch chủ nối với buồng thất trái và một phần của động mạch chủ lên. Và lúc này nếu mà mình xem, mình sẽ thấy là van động mạch chủ này nó sẽ ở trường xa. Sáng nay tôi đã nói đến phần nguyên lý, nó có hai trường là trường gần và trường xa. Như vậy là nếu mà van ở trường xa như thế này thì mình đánh giá hình ảnh nó sẽ hơi mờ. Thế các bạn lưu ý, và khi này mình dùng siêu âm tim mình cố gắng căn chỉnh cho cái hướng của trùng tia nó song song với hướng của dòng máu thì mình mới tính đánh giá được cái chính xác cái vận tốc qua van động mạch chủ. Và khi mình đưa màu vào cái mặt cắt 5 buồng từ mỏm này, mình sẽ có được Doppler màu qua van động mạch chủ. Đây là trường hợp bệnh nhân
hẹp chủ kèm với hở chủ đây, mình sẽ thấy được xương đốt lên màu. Đây là thất trái, thất phải, nhĩ trái. Và trên xương đốt lên màu mình sẽ thấy được dòng tăng tốc qua van động mạch chủ, để thấy là van động mạch chủ này là có tăng tốc qua van, có nghĩa là van bị hẹp, có nghĩa là van bị hẹp. Và mình dùng đốt lê liên tục thì mình phải dùng ở các cái mặt cắt mà dòng mà trùng tia này nó đi trùng với hướng của dòng máu, cụ thể là mặt cắt 5 buồng tim từ mỏm. Mình sẽ thấy được đây là đốt lê liên tục, đây là phổ hẹp chủ, còn đây là phổ hở chủ. Mình cũng có thể dùng siêu âm đốt lê tim qua thực quản để mình đánh giá cấu trúc của van động mạch chủ, xem là nó có mấy lá van, nó có dày dính hay không, diện tích mở như thế nào, là hoàn toàn có thể đánh giá được trên xương tim qua thực quản. Đây là minh họa. Chúng ta thời kỳ này là thời kỳ tâm trương, van động mạch chủ đóng, và thời kỳ tâm thu, van động mạch chủ mở trên xương tim qua thực quản. Vì thực quản nó nằm ngay sau tim và đầu dò trong thực quản thì quan sát ngay sát vào tim và quan sát rất là rõ, không bị các cái cấu trúc như là phổi hoặc là xương sườn nó che khuất. Và đây là mình nhìn trên xương tim qua thực quản, mình sẽ thấy van mạch chủ có hai lá van rất là rõ, hai lá van rất là rõ. Và khi mà đánh giá van mạch chủ thì mình phải kết luận được là van người có hẹp, nhưng phải hẹp do nguyên nhân gì. Thứ nhất là do thoái hóa, do cao tuổi, canxi hóa thì mình cũng phải đánh giá được. Cái thứ hai là hẹp do bẩm sinh, do có hai lá van chẳng hạn, hoặc là hẹp do thấp, hoặc là các cái bệnh lý mà các cái bệnh thâm nhiễm rồi bệnh tự miễn vân vân, hoặc là các bệnh lý do tia xạ cũng có thể gây tổn thương hẹp van động mạch chủ. Còn đây là hình ảnh canxi hóa hẹp van động mạch chủ dẫn đến giảm vận động của lá van. Thì chúng ta nhìn thấy các mức độ, đây các mức độ, đây vôi hóa nhẹ này, vôi hóa nhiều, đây các cái cục vôi, nốt vôi, đây là cắt dọc, đây là cắt dọc, còn đây là cắt ngang. Cắt ngang thì thấy ba lá van vôi hóa, ba lá van, và khi mà vôi hóa nhiều thì nó dính lại và mình cũng chả phân biệt được các lá van nữa. Các bạn lưu ý bao giờ cũng phải cắt nhiều mặt cắt, mặt cắt trục dọc, mặt cắt trục ngắn cạnh góc trái, còn và mình xem cả trên xương tim qua thực quản nữa, xem có dính các cái mép van không. Nên mình trên xương tim qua thực quản sẽ thấy rất là rõ. Và dấu hiệu trực tiếp của hẹp chủ trên xương tim TM và 2D, mình sẽ thấy van dày, vôi hóa mở kém, và nhiều khi mình rất khó xác định chính xác diện tích lỗ mở của van động mạch chủ. Và biên độ mở van thì trên xương tim TM mình có thể chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là hẹp nhẹ là mở từ 15 đến 13 đến 15 mm, hẹp vừa là mở từ 8 đến 12 mm, và hẹp khít là mở chỉ dưới 8 mm thôi. Thì đây là hình ảnh hẹp chủ, chúng ta thấy này, van hẹp khít và mở rất là kém và vôi hóa, mở rất là kém vôi hóa. Như ở hình trước thì mình đã cho thấy là van mở đóng hình hộp rất là thanh mảnh, còn đây là trên 2D nó mở rất là hạn chế, và trên TM nó mở rất là kém. Và mình dùng đốt lê liên tục, mình sẽ tính được cái vận tốc qua van động mạch chủ. Ở đây chênh áp qua van động mạch chủ là 115 mm thủy ngân chênh áp tối đa, còn chênh áp trung bình là 82,5 mm thủy ngân, và vận tốc tối đa qua van ở đây là trên 5 m trên giây, là rất cao, là hẹp chủ khít. Một cái bước nữa mình phải đánh giá, thứ nhất trước mình đã nói rồi là thứ nhất là tình trạng van như thế nào, có hẹp hay không có hẹp, nguyên nhân ra làm sao, và bây giờ mình phải nói đến mức độ hẹp. Có hẹp chủ rồi mình xem mức độ hẹp, thì mức độ hẹp nó sẽ dựa vào các thông số sau đây. Thứ nhất là vận tốc tối đa qua van động mạch chủ. Cái thứ hai là vận tốc trung chênh áp trung bình qua van động mạch chủ. Cái thứ ba là diện tích van động mạch chủ đã đánh giá bằng phương trình liên tục. Và cái thứ tư là đánh giá tỷ lệ vận tốc, còn gọi là dynamic index, nghĩa là mình lấy cái tỷ lệ giữa tích phân vận tốc theo thời gian của động mạch chủ và đường ra thất trái. Và cuối cùng là đo diện tích van động mạch chủ bằng đo trực tiếp planimetry. Trong số đó thì ba thông số trên thì được khuyến cáo bởi Hội xương tim Hoa Kỳ và Hội xương tim và chẩn đoán hình ảnh châu Âu, còn hai thông số dưới chỉ là để tham khảo. Và nếu mà theo tiến triển theo thời gian thì trong các cái bài hẹp chủ trước thầy cô cũng đã nói là bình thường là van động mạch chủ nó không có hẹp chủ, không có triệu chứng, và cứ mỗi năm nó diện tích lỗ van nó tăng khoảng 0, mà vận tốc qua van tăng khoảng 0,3 mét trên giây trong một năm. Và đến khi mà bệnh nhân có triệu chứng thì đã muộn rồi. Còn ở đây mình sẽ nói đến từng thông số. Thứ nhất là vận tốc tối đa qua van. Vận tốc tối đa qua van thì mình phải tính bằng đốp le liên tục. Đốp le liên tục sau khi mình phải căn chỉnh làm sao cho hướng của trùng tia đi trùng với hướng của dòng máu để mà mình có được cái phổ đốp le, có một phổ đốp le chuẩn nhất.
và mình sẽ tính, mình sẽ đặt cái cửa sổ ở tại đỉnh của phổ Doppler, mình sẽ được vận tốc tối đa qua van động mạch chủ. Thứ hai là mình tính vận tốc trung bình qua van động mạch chủ, là mình viền cái phổ này, ví dụ đây mình đo trên họng ước, mình viền thì mình sẽ tính bằng phương trình liên tục là gradient tối đa bằng 4V bình phương, và gradient trung bình thì nó tính trung bình tất cả các cái vận tốc qua đây. Và như vậy mình dựa vào vận tốc trinh áp tối đa và trinh áp trung bình, mình sẽ biết được là nếu mà hẹp nhẹ là khi mà trinh áp tối đa dưới 25, trinh áp trung bình dưới 25 và trinh áp tối đa dưới 40. Hẹp vừa là trinh áp tối đa từ 40 đến 70 và trinh áp trung bình 20 đến 50. Còn hẹp khít là trinh áp trung bình trên 50 và trinh áp tối đa trên 70. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý, nếu bệnh nhân có suy tim nặng hoặc là cung lượng tim rất là thấp thì cho dù độ trinh áp không cao vẫn có thể là hẹp chủ nặng. Đó là trong trường hợp low flow, low gradient. Mà tí nữa tôi sẽ nói tiếp. Và nếu bệnh nhân ngược lại, bệnh nhân có tăng cung lượng tim, ví dụ có cường giáp, có thiếu máu, có các mang các cầu nối, chạy thận nhân tạo hoặc là bị còn ống động mạch chẳng hạn, thì lúc này là trinh áp thường cao hơn mức độ hẹp. Các bạn phải lưu ý khi mình đánh giá của bệnh nhân, mình phải xem cả các bệnh nội khoa của bệnh nhân đi kèm nữa. Ví dụ bệnh nhân có tăng cung lượng tim, bệnh nhân có cường giáp này, có thiếu máu này, có các cái luồng thông sân trong tim này, rồi bệnh nhân có hở chủ, hở hai lá đi kèm thì nó cũng tăng cung lượng tim. Còn trong những trường hợp mà giảm cung lượng tim thì làm sao? Nó sẽ làm giảm gradient, tức là giảm trinh áp qua van, trong trường hợp là EF thấp, trong trường hợp buồng tim nhỏ, trong trường hợp là hở hai lá, một số trường hợp hở hai lá thì cái độ trinh áp nó cũng sẽ giảm. Rồi là trong trường hợp các cái bệnh hệ thống hoặc tăng trở kháng vân vân. Thế còn ở đây mình nói đến cái gradient thì một số trường hợp các bạn thấy là các anh đo trinh áp trong thông tim thì mình thấy là trinh áp trong nhiều khi đo nó không giống với số đo, nó không giống với đo trên siêu âm, mình sẽ biết tại sao. Bởi vì khi mình đo trên siêu âm mình dựa trên cơ sở là vận tốc và hiệu ứng Doppler. Thế còn đo trên thông tim là mình sẽ đo áp lực, và áp lực đo đỉnh ở tại hai vị trí. Mà nhiều khi hai vị trí này mình không đo cùng một thời điểm, cho nên là mình không thể so sánh giữa thông tim và siêu âm được, nhiều khi nó không tương đồng với nhau. Và về diện tích, thông số thứ ba là về diện tích van động mạch chủ, thì mình sẽ đo được là mình sẽ tính là diện tích là mức độ hẹp van động mạch chủ theo các mức độ diện tích. Hẹp rất khít là dưới 0,7 cm², hẹp khít là dưới 1, hẹp vừa là 1 đến 1,5, hẹp nhẹ là trên 1,5 cm² và dưới 3 cm², và bình thường là từ 3 đến 4 cm². Và một phương pháp đo cuối cùng là mình đo viền lỗ van động mạch chủ, thì cái này không chính xác lắm. Thế còn mình tính diện tích van động mạch chủ theo phương trình liên tục thì cái này nó có công thức rồi. Mình sẽ lấy VTI của đường da thất trái, mình hoàn toàn đo được. Thứ hai, mình tính diện tích đường da thất trái, mình cũng hoàn toàn đo được là PR bình phương, trong khi R là đường kính là bán kính của đường da thất trái, thì mình sẽ đo đường kính đường da thất trái chia đôi, và mình tính mình lấy bán kính và PR bình phương lên, và mình sẽ ra thiết diện của đường da thất trái và mình nhân với VTI đường da thất trái, sau đó mình chia cho VTI động mạch chủ thì mình sẽ ra được thiết diện động mạch chủ. Mình tính được diện tích van động mạch chủ trên phương trình liên tục. Đây là cách mình đo đường kính đường da thất trái. Các bạn phải zoom ra và đo rất là chính xác đường da thất trái. Đo sai chúng ta sẽ có kết quả sai. Vì khi đo VTI, tức là vận tốc tích phân vận tốc theo thời gian qua đường da thất trái, các bạn cũng phải nhớ để cửa sổ Doppler ở ngay vị trí đường da thất trái và thu được cái phổ Doppler phải thật là chuẩn với đường nét rất là rõ, nếu không chúng ta sẽ bị sai số. Và chúng ta đo VTI của động mạch chủ thì đo trên siêu âm Doppler liên tục, đo trên trinh bằng Doppler liên tục qua van động mạch chủ. Đây là một minh họa để chúng ta tính diện tích van động mạch chủ. Ví dụ bệnh nhân này chúng ta thấy lấy đường da thất trái là 21 mm, thì chúng ta lấy quy ra cm là 2.1 và chia 2 tức là 1.05 là bán kính bình phương lên, và nhân với pi 3.14 nhân với VTI của đường da thất trái chúng ta đo được là 19 cm, và chia cho VTI của động mạch chủ là 85 cm, và chúng ta sẽ đo sẽ có được diện tích lỗ van động mạch chủ là 0.7 cm². Tất cả những cái này không ai khác, chúng ta phải tự làm hết thôi. Tất cả mỗi bản siêu âm chúng ta đều phải làm. Và chúng ta lưu ý là đối với những trường hợp là bệnh nhân có low flow, low gradient
Tức là chênh áp thấp, EF thấp thì chúng ta phải làm siêu âm tim dobutamine để chúng ta xem bệnh nhân có hẹp trù thực sự hay không. Chúng ta sẽ tăng dần liều dobutamine từ 2,5 lên 5 lên đến 10 đến 20 microgram trên kg trong 1 phút của dobutamine. Và nếu SV, tức là thể tích tống máu tăng lên, và nếu vận tốc tối đa qua van động mạch chủ tăng lên trên 4 cm² và diện tích van động mạch chủ giảm dưới 1 cm², nghĩa là bệnh nhân có hẹp trù thực sự. Còn nếu mà diện tích van động mạch chủ lúc đó vẫn trên 1 cm², có nghĩa là bệnh nhân không có hẹp trù mà chỉ là do là thay đổi cung lượng mà thôi. Ngoài ra các cái chỉ số như là chỉ số về Doppler là tỷ lệ giữa VTI đường ra thất trái và VTI động mạch chủ nếu dưới 0,25 là hẹp khít. Thì đây là cái bảng tóm tắt về các cái mức độ hẹp của van động mạch chủ dựa theo 3 thông số chính ở phía trên và 2 thông số ở dưới thì chúng ta tham khảo thôi. Thứ nhất là vận tốc tối đa qua van động mạch chủ nếu mà trên 4 m/s có nghĩa là hẹp khít, vận tốc áp trên áp trung bình trên 40 hoặc là trên, có một số tài liệu là trên 50, và diện tích van động mạch chủ là dưới 1 cm² là hẹp khít. Và trong một số trường hợp thì mình phải phân biệt giữa hẹp trù thực sự với lại hẹp trù giả hẹp trù, thì lúc đó mình sẽ làm siêu âm dobutamine, cái này ở trên tôi vừa nói. Và một số trường hợp là chúng ta thấy là có trường hợp là có các biểu hiện của các cái yếu tố mà nó làm cho chúng ta thay đổi trong đánh giá. Ví dụ bệnh nhân có phì đại thất trái, bệnh nhân có hở hai lá, hoặc là những bệnh nhân mà hẹp trù mà có chênh áp thấp. Đấy, thì các bạn lưu ý những cái trường hợp đặc biệt. Ngoài ra chúng ta có một số dấu hiệu gián tiếp của hẹp trù, đó là các thành thất trái dày, đồng tâm, như cái hình giải phẫu 7 đầu tiên chúng tôi đã nói. Cái thứ hai là rối loạn chức năng tâm trương thất trái là vô cùng quan trọng. Đầu tiên là nhĩ trái giãn. Nhĩ trái giãn lâu ngày thì sẽ dẫn đến là rối loạn nhịp nhĩ, và khi bệnh nhân đã có rung nhĩ ở bệnh nhân hẹp, ở người hẹp trù mà đã có rung nhĩ là rất là nặng, tiên lượng rất là xấu thì các bạn đã biết. Như vậy cái giãn nhĩ trái và rung nhĩ ở bệnh nhân hẹp trù là một yếu tố tiên lượng nặng. Các bạn lưu ý không phải chỉ nhăm nhăm nhìn vào thất, không phải chỉ nhăm nhăm nhìn vào van, mà các bạn phải nhìn tổng thể cả áp lực động mạch phổi, cả nhĩ trái nữa, vân vân. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết. Thì tất cả các bạn đều, chúng tôi thấy ở đây đều toàn là những chuyên gia về tim mạch rồi, đi trực rồi là siêu âm tim, rồi học ở phòng siêu âm, rồi chi trực, rồi tham gia cùng các thầy cô viết sách rồi. Thì tôi hy vọng là hai bài của chúng tôi chiều nay cùng với bài sáng, hai bài sáng nay, bài sáng nay thì giúp cho bạn thêm, củng cố lại thêm những cái vấn đề cơ bản về siêu âm tim. Bây giờ chúng ta sẽ còn hai bài nữa của thầy Cường và tiến sĩ Thành. Chúc các bạn tỉnh táo đến hết buổi chiều.